món gì mà thơm đấy? Anh ấy làm món thịt rang cháy cạnh chua ngọt. Nhưng làm sao mà sốt nhìn ngon và hấp dẫn thế anh? Ừ, nhờ có cái tương ớt chiên su này, anh làm cái phần sốt áo ở ngoài ấy. Ăn nó thơm và nó cay lắm. Tí em qua ăn cùng anh cho vui. Vâng, thế để tí em thử qua xem món này như nào nhé. Ừ. Ừ, mời em ăn đi. Ừ, thịt ăn vừa đấy anh. Ừ. Chua ngọt thơm. Ừ, cay đúng không? Cái phần ớt đấy, ngoài làm cái sốt chấm ấy thì mình còn làm được cả cái phần sốt ướp ở ngoài nữa, xào rất là ngon nhỉ. Anh thấy nó hợp đấy. Để hôm sau em làm thử xem như nào, có ngon bằng anh không? Cái nước tương này mà chấm rau củ quả này, ăn nó hợp lắm. Anh trộn cả một chút cái phần tương ớt đấy. Ừ. Nó ra. Đây, chấm rau củ thì ăn được nhiều lắm đấy. Ừ.
cái đợt đấy cái nhãn này nhiều quá luôn. Có món để lai ra. Dạ vâng. Thơm. Ừ. Thơm những cái con này nó có trứng này. Ừ. Đấy, nó giòn. Ừ. Trứng nhiều, những con này con cá trứng nhiều. Không, ừ. Béo. Ừ. Ăn đi. Ngoài chú cháu mình bắt ve, sao lại mùa ve? Ừ, ve bắt buổi tối. Ừ. 6 bây giờ.